Hôm nay công ty Minh Khang về một cái lô hàng của thương hiệu Elora, thì rất là nhiều các dòng sản phẩm khác nhau ha. Đặt hàng mình về cũng trên 500 kg, rất là nhiều. Thì trên diện tích ở đây mình chắc không hết, còn trong kho nữa. Đây là những cái sản phẩm mình chuẩn bị giao, và có những cái mình stock để mình bán ha. Thì trên tay mình là cái bộ đây, đây là gì ta? Đây mình giới thiệu cho các bạn ha. Đây là bộ tarot đen trong ha các bạn, từ M3 đến M12, nằm gọn trong một hộp như thế này. Và có cái bộ mũi khoan luôn, lưỡi từ 2.5 đến 10.2 các bạn ha. Nó nằm trong một bộ như thế này. Đây là cái clay vòng. Đây là bộ lục giác nha các bạn. Bộ lục giác này để mình coi nó hệ gì ha. Bộ lục giác này là model là 159S14A. Bộ này hệ in, nó từ 1/16 in đến 3/4 in các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tất cả 14 cây trong bộ này ha các bạn. Thước cuộn 5m của Elora, vỏ bằng cao su, vỏ bằng cao su chống sóc luôn các bạn ha. Thước thì bằng thép, sơn tĩnh điện màu vàng, rất là bền các bạn. Bên cạnh đây là cái bộ mũi khoan ha. Đây, mũi khoan này là size từ 1 ly đến 13 ly nha các bạn. Đủ các size cho mình làm việc trong nhà xưởng nha. Rất là gọn. Thì nó có những cái hộp để mình bỏ từng cái size một vô. Khi mình sử dụng xong mình bỏ đúng vị trí của nó. Sau một ngày mà các bạn thấy vị trí này nó trống, mà các bạn thiếu, thấy là bộ này còn đang thiếu, thì các bạn đi tìm nó ha. Rất là tiện, tránh thất thoát các bạn ha. Size này là size 27. Loại này thì mình muốn đảo chiều thì mình cứ xoay thôi ha các bạn ha. Đổi bên như thế này. Đây là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Bạn muốn thuận chiều kim đồng hồ bạn xoay lại đây. Mình đảo qua đảo lại thôi. Size 27 có rất là nhiều size các bạn. Tha hồ lựa chọn. Đây là bộ đầu khẩu ha, hay là có người gọi là đầu tiếp cũng được. Đầu này đầu 1/2 inch. Thì nó có các size là từ 10 ly cho đến 32 ly. Cho một bộ như thế này. Tay vặn đa năng ha. Thêm những cái thanh nối dài. Ở đây mình có hai thanh nối dài các bạn. Hai thanh nối dài. Và một cái cần vặn chữ T các bạn ha, để tăng thêm lực. Là cái đầu xoay đa năng gắn gắn vào, mình vặn cho những cái góc nó hơi khó các bạn. Thì đây nó xoay, mình vặn như thế này.